Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali và đối với giá của BTC đó thì các bạn thấy được là không có nhiều sự thay đổi so với ngày hôm qua Nhưng mà về tin tức đó thì có rất nhiều những cái thông tin thùng muốn gửi đến các bạn Các bạn đã thấy được trên màn hình đó có rất nhiều những cái tab Và chúng ta có rất nhiều những cái update liên quan tới dự kiện giữa SEC, Binance, Coinbase Và những thông tin nổi bật khác thùng muốn gửi đến các bạn trong cái video này Đương nhiên trên kênh này đó thì ngoài việc là chia sẻ tin tức ra Thùng cũng muốn chia sẻ một cái góc nhìn với các bạn Để các bạn có thêm tài liệu để có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình Và góc nhìn của Thuần nên là đến từ một người đầu tư trong thị trường này và một người hoạt động trong thị trường này đã hơn 6 năm qua rồi các bạn và thuần cũng muốn gửi đến các bạn cái góc nhìn đến từ một người đã làm việc cho phố war mọi người đã làm việc cho thị trường tài chính ở hoa kỳ đã hơn mười mấy năm nay rồi à, thì hy vọng là những góc nhìn sẽ gửi đến các bạn thêm những cái thông tin hữu ích và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì uh, chúng ta cũng vừa nói tới giá của BTC rồi Thị trường crypto nói chung đó, thì các bạn thấy được là hôm nay có nhiều xanh hơn là đỏ Nhưng mà chúng ta có một số những đồng mà cũng rất đỏ các bạn Chúng ta có HEX giảm 28% ngày hôm nay dựa theo Crypto Bubbles uh, Chúng ta có POS giảm 9% và SUI giảm 5.1% Tổng số vốn hóa ngày hôm nay đó thì uh, các bạn thấy được là cũng không có nhiều sự thay đổi tương tự ngày hôm qua mà thôi hôm nay chỉ tăng có 0.1% dựa theo con Market Cap các bạn nhìn thấy được là BTC thì giá cũng cỡ đó 26.500 đô Ethereum thì cũng cỡ giá ngày hôm qua các bạn khoảng trên 1.830 đô về mặt giá cả đó thì trong cái sự kiện này BTC và Ethereum hầu như không có bị ảnh hưởng nhiều Các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào cái giá của BTC trước cái ngày mà có tin tức đó, Thì các bạn đã biết lúc đó giá cao nhất đi Chúng ta thấy cái giá là 27.000 khoảng chừng là 470 đô Và tính tới cái mức hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy được là giá của BTC chỉ giảm có 3.6% mà thôi Ethereum đó, thì nếu chúng ta lấy cái mức giá trước khi mà có cái vụ kiện đó, cái mức cao nhất trước đó là 1913 đô ngày trước đó tới mức bây giờ đó thì giảm khoảng chừng là 4.1% mà thôi không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà đáng tiếc những đồng mà được nêu tên trong danh sách à, mà gọi là chứng khoán của SEC trong hai vụ kiện đó, thì những đồng đó có cái dấu hiệu xuống nhiều hơn và không có dấu hiệu hồi phục các bạn tuy là những đồng lớn như là Ether và BTC à, hai đồng này đó thì đã có sự hồi phục nhanh sau khi mà đi xuống ngày hôm đó nhưng mà những đồng còn lại như là BNB thì các bạn thấy được là vẫn xuống 15%, chúng ta nhìn thấy được là Cardano cũng bị kêu tên giảm 14%, các bạn Polygon à, giảm 13%, và Solar giảm 10%. đáng tiếc những năm đó vẫn chưa có một cái sự hồi phục nhanh như là BTC và Ethereum. Và nếu như chúng ta nhìn vào thị trường tài chính nói chung ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là những chỉ số lớn hôm nay cũng rất là xanh trở lại rồi các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là không chỉ riêng là Dow Jones tăng 0.5%, chúng ta có hai chỉ số còn lại tăng phần trăm còn nhiều hơn nữa. Chúng ta có S&P 500 tăng 0.6% và Nasdaq tăng hơn 1%. Và chúng ta nhìn một pre-market thì bây giờ đó thì tuy đỏ một chút nhưng mà cũng không phải đỏ nhiều lắm các bạn. Đỏ nhiều nhất đó là Dow Futures giảm 0.17 mà thôi. Còn về dầu thì sao các bạn? Hợp tâm dầu đó vẫn ở mức rất là thấp luôn. Thậm thấp hơn cả ngày hôm qua nữa Bây giờ chỉ còn có 70 đô 89 cent cho một thùng dầu mà thôi Các sản lượng dầu hầu như không có ảnh hưởng gì tới cái hợp đồng dầu thôi các bạn Thậm chí giá dầu vẫn tiếp tục giảm xuống Và chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng thì sao các bạn Vàng thì bây giờ thì vẫn dưới 2.000 đô Ở mức bây giờ là 1979 đô cho một ounce vàng và chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan tới kinh tế vĩ mô lớn để Thuận chia sẻ nhanh với các bạn Rồi chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin quan trọng liên quan tới thuyền crypto này Nhưng mà Thuận muốn dành thời gian đầu video để nói về những cái thông tin kinh tế vĩ mô Tại vì chúng ta gần đây rất là quan tâm đến cái vụ kiện giữa SEC và Binance Coinbase thì đương nhiên rồi đây là cái sự kiện lớn Và không chỉ riêng những người trong thuyền crypto này Các bạn thấy là thị trường tài chính nói chung cũng rất quan tâm Khi mà bạn nhìn vào những cái trang web lớn đó như là CNBC hay là Reuters hay những trang web lớn đó thì họ nói rất nhiều về thông tin này nhưng mà chúng ta cũng đừng có lãng quên những gì thật sự đang xảy ra các bạn hôm nay đó thì khu vực châu Âu Eurozone đã đưa ra cái thông báo là họ đã chính thức đi vào suy thoái tài chính rồi các bạn chi tiết hơn đó là họ đã có hai quý liên tục mà có GDP giảm các bạn cái quý bây giờ đã giảm 0.1% và cái quý 4 của năm 2022 đó thì giảm 0.1% so với quý trước đó có nghĩa là dựa theo định nghĩa thì Eurozone đã đi vào suy thoái tài chính và ngoại chi đó ra đó thì cái quý 4 năm 2022 cái GDP đó chỉ số đó đã được chỉnh lại từ 0% xuống còn 0.1% và chúng ta cũng đã biết là cách đây khoảng chừng 2 tuần đó thì nước Đức cũng đã lên tiếng nói là họ đã đi vào suy thoái tài chính bây giờ đó thì phần lớn euro cũng đã nói là đi vào suy thoái tài chính rồi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được những cái quốc gia trong cái nhóm euro này đó thì đương nhiên có quốc gia có GDP tốt hơn, có quốc gia có GDP tệ hơn. Tốt nhất chúng ta thấy được là có Poland. À, cho cái GDP quý 1 của năm 2023 nhưng mà tệ nhất chúng ta có Ireland còn chính giữa này các bạn thấy được là rất nhiều những quốc gia như là chúng ta nói tới là nước Anh, uh, Denmark, Finland, Austria vân vân các bạn được là những quốc gia này đó thì GDP cho quý 1 không có sự tăng trưởng luôn và chúng ta mới đầu qua tới uh, Greece, uh, tới nước Đức, Hungary thì các bạn thấy được chúng ta đã đi vào là GDP âm rồi à, đây là cái tổng quát của châu âu các bạn điều mà nhiều người lo ngại nhất đó chính là hoa kỳ đi vào suy si thoái tài chính hoa kỳ đã vào suy si thoái tài chính hay là chưa đó thì các bạn thấy đây là một cái đề tài mà được tranh trả rất nhiều năm ngoái tại vì uh, hoa kỳ cũng đã có hai quý gdp âm liên tục nhưng mà lúc đó, đó thì các bạn đã thấy được là chính quyền của tổng thống joe biden cộng với lại uh, bộ tài chính cộng với lại Fed thì cả ba đều lên tiếng nói là không có suy thoái tài chính tại vì thất nghiệp vẫn ở mức rất là thấp thì đó là đúng cái bạn thất nghiệp vẫn ở mức rất là thấp nhưng mà theo định nghĩa đó thì Hoa Kỳ đã đi vào suy thoái tài chính rồi nhưng mà cũng theo định nghĩa nếu như vậy đó thì Hoa Kỳ đã rời khỏi suy thoái tài chính tại vì chúng ta đã thấy cái quý vừa rồi ở Hoa Kỳ đó là có cái sự tăng trưởng nhẹ tuy là rất chậm nhưng mà vẫn cho thấy được là nền kinh tế vẫn phát triển nhưng mà chúng ta thấy là ngày hôm qua đó có một cuộc phỏng vấn à, giữa bộ trưởng bộ tài chính ở trên đài CBC À, với lại Andrew Sorkin. thì trong cuộc phỏng vấn này đó Bộ trưởng Tài chính Carolyn à, nói chuyện một cách rất tự nhiên các bạn mà ta nói là có thể trong thời gian tới đây chúng ta sẽ thấy một số những cái ngân hàng nhỏ sẽ hợp nhất lại với nhau thì chẳng khác gì nói là trong thời gian tới đây có khả năng là một số ngân hàng nhỏ sẽ bị uh, sập các bạn và vì lý do đó họ sẽ bị thu mua bởi những ngân hàng lớn hơn cho nên mới có hiện tượng là ngân hàng nhỏ hợp nhất với nhau các bạn thấy được là bây giờ hầu như nói tới ngân hàng bị sập uh, cũng giống như là không có gì uh, lớn lao hết các bạn <laughs> và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở của video ngày hôm nay đây, thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là nền tảng Launchpad XYZ và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Launchpad XYZ là một nền tảng tập trung và web 3 cực kỳ độc đáo với mục tiêu trở thành trung tâm cho làn sóng tài sản kỹ thuật số mới kết hợp với các tính năng như là NFT, DEX, thị trường tài sản phân mảnh, Launchpad XYZ sẽ cung cấp giải pháp toàn diện tất cả trong một cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ kinh nghiệm Lộ trình kết thúc quý 3 của năm 2023 của dự án bao gồm hoàn thành pre-sale, hoàn thành các nguồn cấp dữ liệu cho Launchpad XYZ, chỉ báo token, thư viện Metaverse, chỉ báo NFT, trung tâm trò chơi. Để nhằm nâng hiệu suất giao dịch thì Launchpad XYZ cung cấp các phân tích chuyên sâu inside dữ liệu cập nhật về thị trường copy trading chỉ số launchpad caution launchpad xyz sẽ không chỉ tập trung duy nhất vào một lĩnh vực thay vào đó nền tảng này sẽ có một loạt các công cụ và tính năng toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhiều mảng đảm bảo các cá nhân và doanh nghiệp không cần phải sử dụng thêm các nền tảng khác mà vẫn đạt được hiệu quả công việc. Sang giao dịch phi tập trung DEX riêng với nhiều loại tài sản khác nhau, Launchpad XYZ sẽ tập trung vào việc thu hút các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu trên thị trường để đảm bảo các giao dịch của bạn được thực hiện đầy đủ trên Launchpad XYZ DEX. Dành cho trader thì Launchpad XYZ sẽ có giao diện giao dịch trading terminal riêng, trải nghiệm thân thiện, hiện đại Launchpad XYZ sẽ hỗ trợ người dùng bổ sung kiến thức và hiểu hơn về hệ sinh thái Web3 từ phân tích chuyên sâu và thông tin chi tiết đến tin tức và tâm lý thị trường hiển thị những dự án nào mà có thể có những tiềm năng tiếp theo để thu hoạch lợi nhuận cao trong thị trường này đây là thông tin đến từ dạng Launchpad XYZ tại chợ kênh Nếu nào mà muốn tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết đó thì sẽ nằm ở bên dưới phần mô tả của video này Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trở lại với những thông tin nổi bật trong video này thì bộ trưởng tài chính cũng đã nói về cái khả năng vỡ nợ của những cái công ty bất động sản các bạn tại vì sao vậy tại vì đây là những bất động sản thương nghiệp và chúng ta cũng đã biết là bất động sản thương nghiệp tên là bị ảnh hưởng rất là lớn các bạn tuy là bất động sản nhà ở của người dân thì chúng ta thấy được là đã có sự tăng trưởng rất là nhiều trong vòng từ khi mà có dịch bệnh tới bây giờ đã có một cái sự suy giảm từ năm ngoái tới bây giờ khi mà chúng ta có cái sự tăng lãi suất nhưng mà trong vòng hai tháng qua thì lại có một cái sự hồi phục trở lại nói chung cái mức giá của bất động sản nhà ở Hoa Kỳ bây giờ nói chung so với lại cách đây 3 năm đó thì đã cao hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà ngược lại đó, bất động sản thương nghiệp thì là một câu chuyện khác các bạn. Tại vì thứ nhất, rất nhiều người đang làm việc ở nhà hiện tại cái nhu cầu muốn mặt bằng muốn căn phòng đã giảm nhiều rồi và thứ nhì nữa đó là những bất động sản thương mại này đó là vẫn đang nợ ngân hàng và cái nợ ngân hàng này đó nó khác với lại cái nợ ngân hàng khi mà chúng nói tới là nhà để ở nhà để ở các bạn có thể mượn 30 năm và lãi suất tương đối à, coi như là cũng cao bây giờ nhưng mà tương đối thấp so với lãi suất mà các bạn đi vay cho những bất động sản à, để mà làm ăn nhưng mà những cái bất động sản này thì thường chỉ vay mượn trong thời gian có 10 năm mà thôi và khi mà chúng ta thấy 10 năm đáo hạn rồi đó thì những công ty này họ sẽ đi vay mượn thêm 10 năm nữa và đó là cách mà họ làm ăn Thường đã chia sẻ cái đề tài này với các bạn trong những video trước đây và đương nhiên bây giờ khi mà đã đến hạn rồi thì họ đi refinance họ đi mượn lại từ một ngân hàng khác lãi suất bây giờ đã cao hơn so với lại cách đây vài năm khi họ mượn thì dẫn đến gì các bạn vẫn đến là họ có thể là sẽ không refinance được hay là khi mà họ đã vay mượn thêm thành công đó thì cái chi tiêu để mà trả lãi suất rất là cao và đây là cái vấn đề mà nhiều người rất lo lắng các bạn rất nhiều những ngân hàng nhỏ bây giờ họ đã ngưng không cho vay để mà mua bất động sản làm ăn nữa thì tình hình này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nhưng mà đây cũng là vấn đề lo lắng bởi bộ tài chính và vì lý do đó đó thì bà ta nói là một trong những cái mối lo ngại là lãi suất uh, tiếp tục tăng nếu như mà lãi suất mà không tăng nữa thì uh, sẽ giảm đi khó khăn các bạn và đây cũng là một trong những điều mà chúng ta nên hiểu chúng ta thường hay nói tới lãi suất tăng tại vì chúng ta muốn thấy lạm phát được đẩy lùi và đó cũng là những gì mà fed thường hay chia sẻ tại vì cái đó là cái uh, thông điệp mà nó gắn liền với người dân nhiều nhất các bạn người dân đâu có quan tâm nhiều đến ngân hàng uh, có sập hay là không người dân cũng không quan tâm nhiều đến những bất động sản thương nghiệp này họ trả lại bao nhiêu người dân đó thì họ rất quan tâm đến là bây giờ họ chi tiêu hàng tháng họ đổ xăng họ đi mua đồ ăn thức uống đó thì cái phần trăm làm tác đó là bao nhiêu cho nên Fed luôn chia sẻ cái thông điệp đó với người dân nhưng mà thực tế tăng lãi suất thì là không nên ảnh hưởng tới rất nhiều thứ chứ không phải chỉ riêng à, về là người dân sẽ vay mượn à, với lãi suất bao nhiêu để mà mua nhà đâu nó ảnh hưởng đến những ngân hàng nó ảnh hưởng đến những công ty bất động sản nó ảnh hưởng đến cái cả cái chi tiêu mà chính phủ Hoa Kỳ trả hàng tháng cho những cái công trái phiếu nữa các bạn. Nhưng mà cho tới bây giờ đó thì chúng ta vẫn thấy được là cuộc họp tuần sau ngày 14 tháng 6 vẫn là nghiêng về là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất các bạn. 74.8% bây giờ là nghiêng về cái hướng đó. Tuần này chúng ta không nghe nói tới bất cứ một cây nhân viên Fed nào lên phát biểu tại vì sao các bạn? Tại vì đó các bạn nên hiểu là trước khi mà có cuộc họp thì hai tuần trước đó fed sẽ đi vào cái thời điểm gọi là cái thời điểm im lặng trong thời điểm này là không có bất cứ quan chức nào của fed được chia sẻ thông tin với lại các nhà báo hay là lên trên đài truyền hình hay là chấp nhận phỏng vấn hết đây là cái thời điểm mà hoàn toàn im lặng trước khi mà có cái công bố lãi suất tuần sau và đó là thông tin lớn nhất tuần sau mà chúng ta sẽ quan tâm đến và nói tới cái tình hình của bất động sản Hoa Kỳ đó thì các bạn nên hiểu là bây giờ lãi suất rất là cao trung bình bây giờ lãi suất đã hơn 6.5% rồi nếu như các bạn muốn mượn tiền mua nhà 30 năm có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nếu như mà một người mua nhà mà cái lương của họ là khoảng 100 000 đô một năm thì 100 ngàn đô năm này coi như là cũng cao hơn trung bình rồi các bạn thì trước đây đó họ có thể mua được căn nhà có thể là 7 800 ngàn khi mà lãi suất khoảng chừng 2 3%, nhưng mà lãi suất bây giờ đó đã, đã cao hơn gấp đôi rồi thì ở cùng một mức lương đó họ chỉ có thể mua được căn nhà có 341 ngàn mà thôi. Nếu như mà các bạn ở Cali thì các bạn căn bản không thể nào kiếm được nhà có mức giá thấp như vậy và đừng nói tới Cali, nhìn chung cả nước Mỹ luôn chỉ có 39% của cái số nhà bây giờ đang đăng bán với cái giá 341.000 hoặc là dưới mà thôi khi là phần lớn nhà đăng bây giờ vẫn cao ở cái mức đó thì chúng ta thấy được là người mua nhà bây giờ gặp rất nhiều khó khăn mặc dù như vậy cũng không có nhiều người bán nhà cho nên chúng ta thấy được là không những lãi suất cao mà giá nhà vẫn ở mức cao tại vì không có nhiều người muốn bán nhà tại vì họ bán rồi họ lại phải đi mua nhà mới với lãi suất cao hơn cho nên một trong hai điều phải xảy ra các bạn một là giá nhà phải sụp để cho người ta có thể mua được hai là lãi suất phải giảm xuống một trong hai điều phải xảy ra và thuận thiên nhiên về là lãi suất phải giảm xuống cho nên khi chúng ta nói tới tăng lãi suất Fed bây giờ đó thì chúng ta phải nhìn vào nhiều góc cạnh không chỉ riêng là cái góc cạnh liên quan tới phần trăm lạm phát và tuần sau lại là một tuần chúng ta sẽ nhận được chỉ số CPI các bạn một ngày trước khi có cuộc họp là ngày 13 tháng 6 và chúng ta cũng có một cuộc phỏng vấn ở trên đài Bloomberg các bạn và người trên màn hình đó, đây là một người mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là Ray Dalio. thì uh, Ray Dalio đã chia sẻ là ông ta không nghĩ là cái nhu cầu thu mua công trái phiếu của Hoa Kỳ mạnh bây giờ đâu Nhất là chúng ta thấy được là châu Âu đã đi vào suy thoái tài chính rồi Người dân Hoa Kỳ bây giờ đã cũng đã không như xưa nữa Tại vì bây giờ họ cũng lo lắng về suy thoái tài chính Cho nên cái nhu cầu thu mua công trái phiếu Hoa Kỳ sẽ không như trước đây Mặc dù là bây giờ là thời điểm mà Bộ Tài chính muốn bán rất nhiều công trái phiếu Thì đồng nghĩa là gì? Dựa Terry Dalio đó thì có khả năng cao là chúng ta sẽ thấy người mà đi thu mua công trái phiếu của chính phủ hoa kỳ phần lớn sẽ đến từ fed cũng đồng nghĩa là gì các bạn đồng nghĩa là in tiền tại vì bây giờ đó dựa theo nhiều thông tin chúng ta cũng thấy được là những ngân hàng quốc tế cũng không có nhiều nhu cầu thu mua công trái phiếu hoa kỳ hiện tại tóm lại đây là thời điểm mà thuận chú tâm tập trung đầu tư và đây cũng là điều mà thuận đã chia sẻ với các bạn hơn cả năm qua rồi đây là thời điểm thuận chú tâm đầu tư trung bình giá tại vì cái ngày nào sẽ tới các bạn không biết khi nào nhưng mà cái ngày Fed ngưng tăng lãi suất sẽ càng ngày càng đến gần và sẽ đến ngày Fed sẽ giảm lãi suất tiền là được bơm trong thị trường các bạn đồng đô la lại tiếp tục giá và tài sản lại tiếp tục tăng trưởng khi nào Thuận không biết đâu các bạn có thể là tháng sau năm sau không quan trọng cái mà thường quan trọng là chính là chú tâm trung bình giá những tài sản như là BTC cổ phiếu Đối với Thuận đó thì thay gì chờ đợi thời điểm để mua thì Thuận thà mua rồi ngồi chờ đợi thời điểm đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ kiện giữa SEC và Binance và Coinbase. Chúng ta hãy bắt đầu à, nói tới Binance các bạn. Hôm qua đã có một cái bài viết được chia sẻ à, từ Coinbase. để thuận đọc cái thông tin này một cách tóm tắt với các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới nó có ý nghĩa gì. Thì SEC dựa theo tài liệu từ Coindesk, uh, họ nói là SEC đã cáo buộc Binance đã chuyển tổng cộng là 12 tỷ đô la cho các công ty do CZ kiểm soát. Uh, hàng tỷ tiền của khách hàng đã được chuyển đến công ty Merit Peak của CZ thông qua một công ty cổ phần có tên là Key Vision Development Limited. 162 triệu chuyển tới một công ty do Wang Jianchang kiểm soát ở Singapore. Đây là kết quả phân tích về báo cáo ngân hàng của Binance được chia sẻ từ SEC đến tòa án thì các tài liệu cho thấy được là James và CZ đã kiểm soát một số công ty không có mối liên hệ rõ ràng nào với Binance dưới tên của họ có nghĩa là những cái công ty mà liên quan đến cái vụ này ra thì không có một cái tên gì có thể là dễ dàng biết ờ à, thì ra đây là công ty của Binance họ dùng một cái tên khác nhưng mà đây là cái công ty mà kiểm soát tiền và họ là những công ty mà lưu trữ tiền cho sàn Binance US SEC đã nói rằng phần lớn số tiền này được gửi cho cg và chen là từ sàn binance us các bạn và hiện đang trong tài khoản ở nước ngoài nghĩa là scc nói binance us hoàn toàn không độc lập đây là cái lý do từ SEC để đề nghị tòa án tạm thời đóng băng tài sản của Binance US. Thì điều này có ý nghĩa gì các bạn? Có một số uh, cái uh, bình luận thường cảm thấy là nó cũng không hoàn toàn chính xác nhưng nên thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ thêm. Điều đầu tiên hết là hiện bây giờ đó, Binance US tài sản chưa có bị đóng băng. Đây chỉ là lời đề nghị đến từ SEC mà thôi và để quan tòa có thể xem xét đề nghị này đó, thì SEC phải đưa ra một cái lý do chính đáng và cái lý do mà SEC đưa ra đó chính là dựa theo kết quả phân tích của họ cái này là điều các bạn nên hiểu đây là cái lời nói từ SEC mà thôi thì họ nghĩ là hiện bây giờ những tài sản của Ban đang nằm trong tay của CZ điều này đó cũng khác so với lại à, những cái thông tin liên quan tới FTX chúng ta nói tới trước đây các bạn hai cái này hoàn toàn khác khi mà chúng ta biết là nhiều người điều tra FTX thì tiền đã mất rồi cái này đó là SEC không nói là CG đã lấy tiền khách hàng để mà làm chuyện khác Điều mà SEC cáo buộc ở đây đó chính là CG là người mà quản lý tiền cho Binance US Điều này là điều hoàn toàn khác so với lại những gì CG chia sẻ trước đây Là Binance US là một cái đơn vị độc lập hoàn toàn không liên quan gì đến Binance Thì tại sao mà CG luôn muốn vạch rõ ranh giới giữa Binance.com và Binance US các bạn đơn giản thôi để gì pháp lý nếu như mà sàn Binance US cũng thuộc quyền sở hữu của CZ à, như là lời cáo buộc đến từ SEC thì đồng nghĩa là cả hai sàn này Binance US và Binance.com đều là một công ty hết có nghĩa là SEC có thẩm quyền về Binance US đương nhiên ở đây là công ty ở Hoa Kỳ mà và cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ nếu như mà sàn này với là sàn Binance.com cái hai là cùng một chủ thì đồng nghĩa là cả hai sàn này là một và sec có luôn thẩm quyền với binance.com đó là cái điều mà sec muốn làm các bạn được là sec thì luôn muốn đưa hai sàn này đến gần với nhau CZ thì luôn muốn đẩy hai sàn này ra nó là không liên quan và đối với thuận và đối với nhiều người thì động thái này cũng như là sec muốn kích thích đăng run các bạn Benron có nghĩa là thúc đẩy mọi người đến rút tiền ra khỏi Binance US tại vì ai mà không có theo dõi sự kiện này đó mà nghe nói tới là sang Binance US tài sản bị đóng băng thì sẽ lo lắng và đến rút tiền à, thì nếu như mà mọi người đều đến rút tiền mà sang Binance không có đủ tiền để mà trả đó thì sẽ gì các bạn thì sẽ dẫn đến là sang Binance US sẽ bị sụp nhưng mà cho dù là sang Binance US có tiền để trả đi nữa đó mà tiền đó đến từ một nguồn khác giống như là từ một nguồn mà CG quản lý hay là Binance.com quản lý thì cũng chứng minh được là cả hai là một đây là cái đòn mà được tung ra bởi SEC và cái mà SEC đề nghị tòa án đóng băng không phải là tài sản của người dùng mà là tài sản của sàn Binance US, như là tài sản của công ty. Điều này SEC muốn chứng minh một điều là nếu như mà như là CZ nói đó, tài sản của người dùng và tài sản công ty đó là không có trộm lẫn với nhau, thì khi mà đóng băng tài sản công ty thì không liên quan đến tài sản người dùng. thì khi người dùng đến để mà rút tiền thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà lỡ như mà SEC nói đúng, tài sản bị trộm lẫn với nhau, thì nếu như đóng băng tài sản của công ty Binance US cũng đồng nghĩa là sẽ không có tiền để mà trả cho user các bạn. Đây là một cái chiêu trò được tung ra bởi SEC. Wow các bạn, nếu thật sự như vậy thì Gary Gensler lần này cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi. Nhưng mà ngược lại đó thì CZ sáng ngày hôm nay cũng đã phản hồi lại bài viết này các bạn thưa đây là cái thuyết được chia sẻ với CZ thì CZ nói là lời cáo buộc là Binance US đã chuyển 12 tỷ đô la cho những công ty do CZ kiểm soát đó là không đúng sự thật. Thông tin này chỉ dựa vào lời khai của SEC mà thôi, chứ không có dựa vào bất cứ một bằng chứng nào khác. Mặc dù là SEC nói là họ dựa vào những cái tài liệu ngân hàng, nhưng mà CZ nói là cái này chỉ dựa vào lời khai của SEC. Binance US, Euro CZ là có khoảng chừng 2 tỷ đô mà thôi tiền người dùng. À, và chưa bao giờ rồi khỏi Binance US, chứ làm gì có chuyện là Binance US có tới 12 tỷ. Đó là lời phản biện đến từ CZ. Các bạn sẽ thấy được đây là một cái team, có nghĩa là một cái điều chung của những thông tin ngày hôm nay là hai vụ kiện này nó trở thành giống như là vụ kiện tay đôi vậy các bạn giống như là người này nói cái này, người kia nói là không, cái này không đúng, cái này mới đúng người bên kia thì nói là không, anh nói xạo, tôi mới nói sự thật hai bên đều nói đối phương đang nói xạo các bạn đó là những gì mà chúng ta sẽ nhận được rất nhiều trong những thông tin ngày hôm nay rồi đó là lời phản biện đến từ CZ